nhằm tạo màu sắc đẹp mắt khi kho cá, thịt. Nhiều người thường đun nóng đường với dầu ăn, mật ong hoặc nước dừa cho hỗn hợp đạt đến độ vàng nâu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quá trình này sẽ xảy ra các phản ứng hóa học tạo ra rất nhiều chất độc. Ngoài ra, các chuyên gia cũng có lưu ý dành cho quý vị nếu lựa chọn sử dụng những sản phẩm tạo màu đang được bán trên thị trường. Theo đó, quý vị chỉ nên lựa chọn sản phẩm có màu nâu tự nhiên, không có mùi hắc và tất nhiên nguồn gốc xuất xứ là điều không thể thiếu trên mỗi sản phẩm. Để mà cái quá trình caramel hóa mà nó diễn ra thì thông thường là người ta phải dùng một cái nhiệt độ cao và nó khoảng trên 120 độ C. Ngoài cái phản ứng caramel hóa, nó còn một cái phản ứng khác, đó là cái phản ứng Maillard. Có thể sinh ra một số chất, mà một số chất này thì nó có thể là nó có hại cho sức khỏe. Ví dụ những chất gì? Ví dụ những chất là methylimidazole chẳng hạn. Thì cái chất này thì người ta xếp vào cái nhóm là cái nhóm 2B, mà nhóm 2B là nhóm có khả năng gây ung thư cho người. Dù là nước tạo màu tự làm tại nhà hay chất tạo màu trên thị trường, nếu lạm dụng sẽ dẫn đến nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, quý vị cần thận trọng và sử dụng với liều lượng hợp lý. Đặc biệt, nên dần thay đổi thói quen trong việc tạo màu cho thực phẩm. Chỉ nên sử dụng các loại thực phẩm có màu tự nhiên nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu đến cơ thể.